Xin chào các bạn nha. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn Messenger trên iPhone. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn luôn. Bước đầu tiên á, thì các bạn bấm giữ màn hình nè. Sau đó các bạn bấm vào cái dấu trừ ở trên Messenger này nha. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào xóa khỏi màn hình chính. Rồi vậy là mình đã ẩn Messenger trên iPhone thành công nha thì cách đây nó sẽ ẩn trên màn hình nhưng mà khi mình kéo qua cái phần thư viện ứng dụng này thì Messenger nó vẫn có trong đây nha cách đây thì nó không có ẩn hoàn toàn rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách thứ hai cách thứ hai thì các bạn vào cho mình cái ứng dụng App Store sau đó các bạn tìm và tải cho mình cái ứng dụng kép các bạn bấm vào tìm kiếm này các bạn tìm là cái ứng dụng kép như thế này đây ứng dụng kép đây các bạn tải về máy nha rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách ẩn ứng dụng messenger trên iphone rồi thì sau khi các bạn đã tải cái ứng dụng kép này về xong rồi bước tiếp theo các bạn mở lên rồi sau đó các bạn bấm vào continue rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào tiếp tục cho phép truy cập vào thời gian sử dụng thì các bạn bấm vào cho phép bằng phay đi nha kép được phê duyệt để truy cập thời gian sử dụng thì các bạn bấm vào xong rồi bước này thì nó có cho mình ba mục này thì các bạn chọn vào cái mục chính giữa đây cái mục nó có biểu tượng hình con mắt có dấu gạch như thế này nha các bạn bấm vào cái biểu tượng này bấm vào cái mục này rồi sau đó các bạn bấm vào cho app nha Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào xã hội Thì trong cái mục xã hội này Nó có cái mục Messenger này Các bạn chọn vào Messenger Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào John Rồi các bạn bấm vào Continue Rồi sau đó các bạn bấm vào Continue rồi các bạn bấm vào John rồi bây giờ để mà ẩn ứng dụng Messenger thì các bạn bấm vào hai này. Rồi các bạn bấm vào continue. Rồi vậy là mình đã ẩn ứng dụng Messenger thành công. Bây giờ mình thoát ra thì mình không còn thấy ứng dụng Messenger nữa. Rồi bây giờ các bạn muốn bỏ ẩn thì các bạn vào lại cái ứng dụng kép này. Các bạn bấm vào hidden. Rồi vậy là mình đã bỏ ẩn thành công nha. Bây giờ mình quay ra lại màn hình thì cái ứng dụng messenger nó đã xuất hiện trở lại rồi này. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài mật khẩu cho cái ứng dụng này để giúp cho cái ứng dụng kép này nó được bảo mật hơn. Rồi bước đầu tiên các bạn bấm vào cái ứng dụng kép này. Sau đó các bạn bấm vào hai nha để ẩn ứng dụng nha. Rồi bước tiếp theo các bạn bấm vào setting, bấm vào cái biểu tượng hình cái bánh răng. Các bạn bấm vào. Rồi sau đó các bạn bấm vào barcode này. Rồi bây giờ các bạn bấm bật barcode lên nha. Thì ở trên đây nó có phay đi nữa nè. Các bạn muốn bật thì các bạn bật lên nha. Thì mình muốn bật barcode, mình bấm bật lên ở đây. Rồi bây giờ các bạn đặt một cái mật mã cho cái ứng dụng này. Ví dụ mình sẽ đặt là 123456. 123456. Các bạn nhập lại nha. Rồi vậy là mình đã đặt một cái mật mã cho cái ứng dụng này nha. Bây giờ thì mình thoát cái ứng dụng ra nè mình vào lại này thì nó yêu cầu chúng ta là phải nhập cái mã bát code nha hay là cái mật khẩu nha thì các bạn mới có thể vào được ứng dụng này như thế thì giúp cho cái ứng dụng này nó bảo mật hơn Vậy là vừa rồi mình cũng đã hướng dẫn cho các bạn cách ẩn Messenger trên iPhone. Video của mình cũng dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem. Bạn nào thấy video của mình hay và hữu ích thì cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. 拜拜。Bye bye.